Chào buổi sáng tới tất cả các bạn, những người theo dõi kênh của tôi, bình luận viên Anh Quân. Những thông tin bên lề của Chuyển động bóng đá thế giới suốt một ngày qua cũng sẽ được tôi mang đến cho các bạn. Còn bây giờ hãy cùng đến với những tin chính của ngày hôm nay. Griezmann lập siêu phẩm, Pháp thắng dễ Bulgari. Sau Wijnaldum, Paris Saint-Germain lại nẫng tay trên một cầu thủ khác. Jose Mourinho chuẩn bị chốt kèo với hai bản hợp đồng từ Premier League. Sao Manchester United ngậm ngùi chia tay Euro. Tây Ban Nha gọi triệu tập bổ sung 6 cầu thủ phòng trường hợp cả đội nhiễm Covid-19. Các cầu thủ đội tuyển Pháp đã có được màn chạy đà cuối cùng trước thềm Euro một cách vô cùng thuyết phục với chiến thắng giòn giã 3-0 trước các thủ Bulgari. Tung ra sân đội hình mạnh nhất ở thời điểm hiện tại với sự trở lại của N'Golo Kanté, Pháp đã có một trận đấu áp đảo trước đội khách. Liên tiếp những cơ hội được tạo ra, nhưng trước lối chơi có phần rắn của các thủ Bulgari, Le Bleu đã cần tới những khoảnh khắc tỏa sáng để giải quyết trận đấu. Antoine Griezmann đã có mặt đúng chỗ để đón bóng bật ra từ cú sút của Mbappe. Cầu thủ thuộc biên chế Barca đã tung ra một pha cắt kéo đẹp mắt, đánh bại thủ thành Nomov của đối phương. Những phút cuối cùng, Giroud cũng có được cú đúp từ băng ghế dự bị để kết thúc trận đấu với tỷ số 3-0. Tuy vậy, niềm vui của những chú gà chống Gaulois không được trọn vẹn. Karim Benzema đã phải rời sân từ hiệp 1 với chấn thương đùi khá nghiêm trọng, chỉ một tuần trước khi bước vào chiến dịch Euro. Sau khi khiến Barcelona hớ trong cuộc đua giành được chữ ký của tiền vệ Gigi Wijnaldum, thì mới đây Juventus là đội bóng tiếp theo phải ôm hận. Theo đó, thủ thành Gianluigi Donnarumma được cho là đã chính thức ký hợp đồng với Paris Saint-Germain. Đội bóng nước Pháp sẽ trả cho thủ thành người Ý 60 triệu euro cho 5 năm hợp đồng. Donnarumma sẽ nhận chiếc áo số 99 ở Paris. Sự có mặt của Donnarumma sẽ không khiến cho cơ hội ra sân của Keylor Navas ảnh hưởng nhiều. Thủ thành người Costa Rica vẫn sẽ ở lại sân Parc des Princes ở mùa giải tới. Paris Saint-Germain đã loại bỏ khả năng đem thủ môn này đi mượn ở tại các đội bóng khác ở châu Âu. Người đặc biệt đang cùng với AS Roma có những bước chuẩn bị cho mùa giải mới tại Serie A. Theo đó, nhiều khả năng thủ thành Rui Patricio của Wolves sẽ tới đội bóng chủ sân Olympico mùa hè này. Mức giá mà Roma phải bỏ ra rơi vào khoảng 12 triệu euro để có được sự phục vụ của thủ thành 33 tuổi này. Bên cạnh đó, Mourinho cũng đang có những buổi đàm phán rất tích cực với Arsenal để đưa tiền vệ người Thụy Sĩ Granit Xhaka về với đội bóng. Ở thời điểm hiện tại, lời đề nghị bên phía Roma rơi vào khoảng 15 triệu euro, ít hơn 5 triệu so với con số mà Arsenal yêu cầu. Các pháo thủ thành London cũng đang chuẩn bị có được cái tên thay thế vị trí mà Xhaka để lại với Ruben Neves gần với sân Emirates hơn bao giờ hết. Một mùa giải không thực sự trọn vẹn của Donny van de Beek vừa trở nên tồi tệ hơn. Tiền vệ thuộc biên chế Manchester United sẽ không thể cùng các đồng đội ở đội tuyển Hà Lan tham dự kỳ Euro 2020 sắp tới. Đây là thông báo chính thức được trang chủ của Liên đoàn bóng đá Hà Lan đưa tin vào ngày hôm qua. Dù đã ra sân ở những phút cuối trong trận đấu giao hữu gặp Gibraltar, nhưng van de Beek đã được các nhân viên y tế khuyên không thể cùng các đồng đội góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu mùa hè này. Huấn luyện viên Frank de Boer sẽ không gọi lên tuyển bất cứ cái tên nào để thay thế vị trí mà tiền vệ của Manchester United để lại. Thông tin Sergio Busquets dính Covid-19 đã làm đảo lộn hết những kế hoạch của đội tuyển Tây Ban Nha cho kỳ Euro sắp tới. Theo đó, huấn luyện viên Luis Enrique đã gọi bổ sung 6 cầu thủ bao gồm Kepa, Rodrigo Moreno, Carlos Soler, Brais Mendes, Pablo Fornal và Raul Albiol như là một phương án dự phòng để có thể thay thế vị trí của đội trưởng Busquets để lại. Dạng sáng nay, đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha đã phải hủy trận giao hữu của mình với các thủ Gibraltar do đang phải cách ly tại đại bản doanh của đội bóng. Theo vào đó, đội U21 của nước này sẽ thay thế những người đàn anh để ra sân. Trong trường hợp xấu nhất, huấn luyện viên Enrique sẽ thay thế vị trí mà Busquets để lại, nhưng số cầu thủ sẽ không thể vượt quá 24 như con số đã nộp cho UEFA ban đầu. Sau khi không thể đạt được thỏa thuận với Chelsea về trường hợp của Callum Hudson-Odoi vào 2 năm trước, thì ở mùa giải này Bayern Munich đã trở lại để theo đuổi cầu thủ chạy cánh người Anh này. Theo đó, nhiều khả năng hùm xám xứ Bavaria sẽ gửi tới Chelsea lời đề nghị trị giá 35 triệu euro cho cầu thủ 20 tuổi này. Từng được coi là thần đồng ở những lứa trẻ của Chelsea, nhưng Hudson-Odoi đang mất dần chỗ đứng của mình tại đội bóng chủ sân Stamford Bridge. Cầu thủ đang thi đấu cho U21 Anh muốn được chơi như cầu thủ chạy cánh thuần khiết, nhưng anh lại bị xếp đá hậu vệ cánh phải trong sơ đồ của Thomas Tuchel. Về phía Bayern Munich, họ cần một cái tên trẻ để bổ sung cho đội hình sau khi chia tay với Douglas Costa và nhiều khả năng là Kingsley Coman vào mùa hè này. Theo nhà báo Sergio Valentin, một cây viết thân cận với Real Madrid, huấn luyện viên tiền nhiệm của Los Blancos là Zinedine Zidane đã quyết định nghỉ ngơi ở mùa giải tới. Chiến lược gia người Pháp sẽ không nhận bất cứ một công việc nào cấp độ câu lạc bộ cho đến mùa hè năm 2022. Cây viết người Tây Ban Nha này tin rằng Zidane chưa cảm thấy quá chán trường với nghề huấn luyện. Ông chỉ không cảm thấy sẵn sàng để trở lại sau những gì đã diễn ra tại Real Madrid. Zidane được cho là sẽ chờ đợi cơ hội của mình tại đội tuyển quốc gia Pháp. Đây là ước mơ của vị chiến lược gia này kể từ sau lần chia tay đầu tiên giữa Zidane và Real Madrid. Ông sẽ đợi kết quả của Le Bleu để đưa ra quyết định tái xuất của mình.
Silas Wamani Tuka đã giành được giải thưởng tân binh xuất sắc nhất Bundesliga một giải trước. Tuy vậy, thành công và danh vọng đến chưa được bao lâu, tiền đạo người Congo này đã công khai một thông tin gây sốc cho người hâm mộ. Theo đó, họ thật của tiền đạo thuộc biên chế Stuttgart không phải là Wamani Tuka mà là Kotumpa Mavumba. Anh đã phân trần rằng mình là một trong những cầu thủ bị giới đại diện của bóng đá Nam Phi thao túng để thu về tiền chênh khi chuyển tới các câu lạc bộ ở châu Âu. Trên giấy tờ chứng thực, tiền đạo này sinh năm 98, không phải 99 như những dữ liệu được công bố trước đây. Anh bị đe dọa nếu như đưa những điều này ra ánh sáng, Silas sẽ không được chơi bóng nữa. Stuttgart đã lên tiếng bảo vệ cầu thủ của mình. Họ đã đưa ra tuyên bố rằng đội bóng cảm thấy tự hào khi Silas đã công bố sự thật và đang làm việc tích cực với Liên đoàn bóng đá Đức cũng như cơ sở nhập cư và xét thị thực ở quốc gia này để có thể cấp cho Silas một visa thi đấu mới tại câu lạc bộ. Huấn luyện viên Nuno Santo đã gây dựng được tầm ảnh hưởng của mình ở đấu trường Premier League khi cùng với Wolves có được những thành công từ khi lên chơi tại giải đấu cấp độ cao nhất xứ sở sương mù. Sau khi hai bên đã không còn hợp tác với nhau kể từ cuối mùa giải vừa qua, thì mới đây đã có những tin đồn về việc chiến lược gia người Bồ Đào Nha này đang chuẩn bị tiếp quản chiếc ghế nóng tại câu lạc bộ Crystal Palace. Vị trí này của đội bóng thành London hiện đang không có chủ sau khi huấn luyện viên kỳ cựu Roy Hodgson chính thức từ giã sự nghiệp huấn luyện của mình. Nhiều khả năng Nuno Santo sẽ nhận được mức lương nhiều hơn con số 2,75 triệu bảng một mùa mà ông nhận được với bầy sói. Đợt tập trung của đội tuyển Pháp đã và đang diễn ra hết sức suôn sẻ với sự tếu táo trong từng khoảnh khắc của các thủ Les Bleus. Mới đây, tiền đạo Kylian Mbappe đã trả lời phỏng vấn trước giới báo chí về những lùm xùm xung quanh câu chuyện đi hay ở Paris Saint-Germain của cầu thủ này. Lucas Hernandez nói rằng: "Tôi nên đến chơi bóng ở Bayern Munich. Trong bóng đá bạn sẽ chẳng biết điều gì có thể xảy ra. Nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi vẫn đang cảm thấy hạnh phúc với những gì đang diễn ra ở Paris." Đây được coi là lời nói xoa dịu tinh thần đối với chủ tịch Nasser Al-Khelaifi. Ông đã tuyên bố rằng Mbappe không phải cầu thủ để bán và tiền đạo người Pháp cũng sẽ không ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do. Tiền vệ người Bồ Đào Nha Bernardo Silva được giới truyền thông Anh cho rằng đang muốn đi tìm một thử thách mới. Anh đã giành được vô số thành công trong màu áo của Man City và ở thời điểm này anh đang cân nhắc thử sức tại một đội bóng không thuộc nước Anh hay Pháp. Theo đó, Atletico Madrid là đội bóng đầu tiên đưa ra lời đề nghị với City cho thương vụ này. Đội bóng chủ sân Wanda Metropolitano sẵn sàng đổi ngang tiền vệ Saúl Niguez để mong muốn có được sự phục vụ của Bernardo Silva. Theo nhà báo Duncan Castro, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã đề đạt với ban lãnh đạo của City mong ước được ra đi kể từ cuối mùa giải trước và hy vọng rằng sẽ được thực hiện hóa yêu cầu này ở mùa hè năm nay. Một trong những cái tên đã để lại nhiều ấn tượng nhất với Arsenal cuối mùa giải vừa qua là Emil Smith Rowe. Tiền vệ trưởng thành từ lò đào tạo của chính Arsenal đã thể hiện rất tốt từ khi Arteta chuyển sang chơi với sơ đồ 4-2-3-1 và phần thưởng cho cầu thủ sinh năm 2000 này sẽ là một bản hợp đồng dài hạn với đội bóng. Theo đó, Smith Rowe và Arsenal đang đi tới những thỏa thuận cuối cùng để chính thức gắn bó dài hạn với nhau. Tiền vệ người Anh sẽ ở lại sân Emirates tới năm 2026 với mức lương được cho là sẽ gấp 3 lần con số 20.000 bảng một tuần mà anh đang nhận được. Cũng trong diễn biến khác, nhiều khả năng Willian sẽ là cái tên tiếp theo phải khăn gói rời đội bóng. Hai cái tên trước đó đã được điền tên lên danh sách chuyển nhượng bao gồm Granit Xhaka và Matteo Guendouzi. Hector Bellerin đang là cái tên được săn đón ở mùa hè này, một phần bởi vì hậu vệ mang áo số 2 đã công khai muốn rời khỏi Arsenal. Theo đó, các pháo thủ thành London đã nhận được lời đề nghị chính thức từ Villarreal. Ở nơi này, Bellerin sẽ tái ngộ với người thầy cũ Unai Emery. Không chỉ Villarreal mà các đội bóng khác cũng đang theo dõi sát sao cầu thủ từng thi đấu cho lò La Masia này. Sevilla và Paris Saint-Germain là hai cái tên được cho là thể hiện sự quan tâm tới Bellerin. Tuy vậy, cầu thủ này đã tiết lộ rằng anh mong muốn bến đỗ mới của mình là một câu lạc bộ thuộc Serie A hoặc La Liga.